Thưa quý vị, dự báo trong đêm nay miền Bắc sẽ chỉ có mưa ở một vài nơi. Sang ngày mai Bắc Bộ lại có nắng từ sáng, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 33 đến 35 độ, trời chuyển sang trạng thái oi bức về trưa và chiều. Nhưng tình trạng oi bức ở miền Bắc sẽ không duy trì lâu, bởi trong 2 ngày cuối tuần, Bắc Bộ sẽ có mưa rông nhiều nơi, thậm chí còn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và rông mạnh ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc. Với các tỉnh, thành phố miền Trung, đêm nay mưa vẫn chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Sang ngày mai, miền Trung thời tiết nắng ráo, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh, thành phố miền Trung vẫn cao, từ 34 đến 35 độ. Trời vẫn nắng sớm và nóng về chiều, cục bộ một số điểm đạt ngưỡng nắng nóng. Trong 2 ngày cuối tuần ở các tỉnh, thành phố miền Trung với trọng tâm là khu vực các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mưa rông sẽ gia tăng trở lại. Trong đó ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh còn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và rông mạnh. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng gia tăng về cường độ, kéo theo diện mưa và cường độ mưa ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tăng theo. Dự báo chiều và tối mai, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rông nhiều nơi. Số điểm mưa vừa, có nơi mưa to tập trung chính ở khu vực phía Bắc của Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, phần phía Tây của tỉnh Đắk Lắk và khu vực các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp. Trên biển, vùng thời tiết xấu tập trung nhiều ở khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, khu vực phía nam của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Trường Sa, vì ở đây gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, mưa rông xảy ra nhiều. Trong khi đó, ở khu vực phía bắc của Biển Đông, khu vực huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan là những vùng có mưa rông rải rác. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.